Tại thành phố Sydney, Australia vừa diễn ra triển lãm vàng son vương dấu để giới thiệu công chúng nước này một số nét đặc sắc văn hóa thời nhà Nguyễn được thể hiện qua các tác phẩm hội họa và trang phục truyền thống vừa được các nghệ sĩ trẻ của Việt Nam phục dựng lại. Công chúng Australia vừa có dịp được chiêm ngưỡng nét văn hóa đặc sắc của nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam qua triển lãm vàng son vương dấu diễn ra tại thành phố Sydney. 11 họa sĩ trẻ đam mê nghệ thuật truyền thống cùng với 8 thương hiệu Việt Nam đã mang đến triển lãm hơn 50 bức tranh, khoảng 20 bộ trang phục cùng cặp bình pháp lam để giới thiệu tới công chúng Australia các nét văn hóa đặc trưng thời nhà Nguyễn của Việt Nam, triều đại chỉ tồn tại 143 năm, song lại để lại nhiều dấu ấn văn hóa sâu đậm, trở thành nguồn cảm hứng bất tận và nguồn tài nguyên phong phú cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thế hệ sau này. Cái sản phẩm mà chúng tôi trưng bày trong triển lãm thường là đến từ những nghệ nhân trẻ và những người nghệ sĩ trẻ. Họ có cái sự sáng tạo và có những cái cá tính riêng. Họ thổi hồn của quê hương vào trong từng cái tác phẩm nhưng mà không quên mang cái cá tính của chính bản thân họ, của tuổi trẻ vào những cái sản phẩm đó. Chúng tôi tạo ra cái triển lãm này thì đã nhận được cái sự ủng hộ của rất là nhiều bạn nghệ sĩ. Các bạn ấy đều mong muốn rằng sẽ mang được những cái sản phẩm của bản thân họ và những cái sản phẩm mang cái dấu ấn của cái cụm văn hóa cung đình thời Nguyễn đến để giới thiệu cho bạn bè quốc tế. Người xem đặc biệt quan tâm tới 9 bộ trang phục của vua quan triều Nguyễn được phục dựng lại, trong đó phải kể đến long bào, phượng bào, trang phục của Hoàng Thái Hậu và cả áo Nhật Bình. Khách đến tham quan không chỉ được tận mắt chứng kiến những bộ trang phục cầu kỳ mà còn có cơ hội được khoác lên mình những bộ trang phục này. Tôi cảm thấy rất là một buổi triển lãm rất là đặc sắc. Thì tôi học được rất là nhiều về những cái văn hóa lịch sử Việt Nam mà những cái mà bạn như bạn trẻ ở Việt Nam cũng khó có thể mà tìm hiểu được. Thì tôi cảm thấy rất là may mắn khi mà được đến buổi triển lãm ngày hôm nay. Không ồn ào, rầm rộ, nhưng triển lãm vàng son vương dấu đã để lại dấu ấn trong lòng công chúng Australia cũng như những người Việt sống xa quê khi mang đến đời sống mới cho văn hóa truyền thống, khiến cho người xem vừa cảm nhận được sự thân thuộc, vừa tạo ra cảm giác mới lạ để hấp dẫn.